Nga ồ ạt tập kích tên lửa UAV vào thủ đô Kiev của Ukraine. Nga chặn bom dẫn đường BK-3OF gắn trên UAV của Ukraine. Lữ đoàn Ukraine thiện chiến nhất không còn khả năng chiến đấu. Iran truyền thông điệp qua một quốc gia NATO về quyết định tấn công Israel. bất chấp căng thẳng, Israel tiếp tục hạ sát một yếu nhân của Hamas. bầu cử Mỹ 2024, thăm dò mới cho thấy bà Harris đang vượt lên so với ông Trump. xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Báo Giao Thông. vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. mở đầu chương trình là những tin tức cập nhật chiến sự tại Ukraine. Các quan chức Ukraine vừa cho biết, Nga đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực xung quanh. Vào tối ngày 5 tháng 8, buộc chính quyền Kiev phải sử dụng hệ thống phòng không để đáp trả. Các vụ tấn công diễn ra sau 23 giờ. Tối ngày 5 tháng 8 giờ địa phương, hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy về sáng từ tên lửa phòng không đang lao vút trên bầu trời. Trong thông báo trên Telegram, ông Sergei Popko cho biết đối phương đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Kiev và vùng ngoại ô. Lực lượng phòng không đã được triển khai để đối phó. Theo thông tin ban đầu, các tên lửa của Nga đã bị đánh chặn. Cho đến nay, Kiev vẫn chưa ghi nhận các trường hợp thương vong hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công gây ra. AFP cho biết có nhiều tiếng nổ lớn ở phía đông và trung tâm thủ đô Kiev. Thưa quý vị, quân đội Nga vừa chặn thành công một quả bom BK-3OF của Ukraine đây là loại bom phân mảnh mạnh gắn trên máy bay chiến đấu không người lái Baba Yaga. bk f là một loại bom dẫn được thiết kế để tấn công vị trí của lực lượng bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ. Bom sử dụng đầu đạn phân mảnh mạnh HE Frag. bk f là một biến thể của đầu đạn rk f từ tên lửa rk kosa Một tên lửa chống tăng dẫn đường bằng tia laser được thiết kế để xuyên thủng giáp hạng nặng và các công trình kiên cố. Baba Yaga là một mẫu máy bay không người lái khác nằm trong kho vũ khí của Ukraine, đóng vai trò thiết yếu trong các nhiệm vụ chính xác và tấn công đòi hỏi tính chính xác. Những UAV này có thể bay lờ lửng, cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực và vận chuyển đạn dược với độ chính xác cao. Ngay cả khi không được trang bị động cơ tên lửa và chỉ được sử dụng ở chế độ rơi tự do, Baba Yaga cũng có thể tấn công mục tiêu từ độ cao lớn mà không cần phải ở ngay phía trên mục tiêu. Sau khi cắt bom, UAV có thể nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí ban đầu, làm tăng đáng kể khả năng sống sót của phương tiện. Tờ Forbes có đưa tin, Lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine được NATO huấn luyện và cung cấp vũ khí, trên thực tế đã không còn khả năng chiến đấu trước quân đội Nga. Theo ấn phẩm này, một trong những nguyên nhân chính do Lữ đoàn 47 tham gia những trận chiến khốc liệt gần làng Progress ở Donbass và đơn vị này đã chịu những tổn thất to lớn về nhân sự cùng với những vũ khí trang bị. Sau khi chịu thiệt hại nặng nề, một chỉ huy tiểu đoàn thuộc lực lượng cơ giới độc lập số 47 có tên Alexander Sersin đã lên tiếng chỉ trích gây gắt các quy định của chỉ huy cấp trên. Theo Alexander Sersin, sai lầm trong nhận định đánh giá tình hình đã dẫn đến tổn thất lớn, buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi Progress. Foxco cho biết nhiều tháng giao tranh đã làm tiêu hao lực lượng của Lữ đoàn 47 với thương vong về người và tổn thất thiết bị ngày càng tăng. Những thay đổi liên tục về mặt lãnh đạo cũng đã làm trầm trọng thêm những thách thức cho đơn vị này. Bên cạnh đó, những chiếc xe tăng Abram của Lữ đoàn 47 cũng đã rút khỏi mặt trận sau những tổn thất trước chiến thuật máy bay không người lái của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 4 tháng 8 cho biết các phi công Ukraine đã bắt đầu lái máy bay F-16 để thực hiện nhiệm vụ sau khi Kiev chính thức tiếp nhận chiến đấu cơ này từ phương Tây. Sự xuất hiện của tiêm kích F-16 trên chiến trường sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, đồng thời gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho Nga. Mặc dù vậy, theo giới phân tích, Nga có thể sử dụng các hệ thống phòng không tiền tiến của mình để đối phó với chiến đấu cơ này một khi cất cánh, F-16 sẽ phải đối mặt với hệ thống phòng không S-400 đáng gờm, có khả năng tiêu diệt nhiều máy bay cùng một lúc. S-400 có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa ở tầm xa. Nga đã triển khai hệ thống này dọc theo tiền tuyến. S-400 có tầm bắn 400 km và có thể phát hiện mục tiêu cách xa tới 1.000 km. Hệ thống này bao gồm radar gắn trên xe tải, trạm chỉ huy di động và nhiều bệ phóng tên lửa vẫn chưa rõ liệu chiến đấu cơ F-16 có thể đối phó hiệu quả với hệ thống F-400 hay không. Ngoài hệ thống phòng không F-400, Nga có thể sử dụng các hệ thống phòng không di động để đối phó với chiến đấu cơ F-16, trong đó phải kể đến bộ đội xa thủ, Ikla và Verbaman. XLS và V3 là các hệ thống phòng không thế hệ mới được sử dụng để chống lại máy bay cánh cố định và máy bay cánh xoay, phương tiện bay không người lái và tên lửa hành trình. Hệ thống có thể hạ hầu hết mục tiêu trên không với tầm bắn hiệu quả bay từ 500 đến 6.000 m, độ cao từ 10 m tới 3.500 m. Trong trường hợp chiến đấu cơ F-16 bay ở độ cao thấp, chúng có thể dễ bị Manpass của Nga bắn hạ. Air Asian Tham dẫn nhận định của một cựu phi công thuộc không quân Ấn Độ cho biết, Ixla là một vũ khí nguy hiểm, chúng không bị gây nhiễu và rất khó để đánh lừa người điều khiển bằng môi nhử. Một số chuyên gia dự đoán, Ukraine có thể chủ yếu sử dụng F-16 để tiêu diệt tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tuy nhiên, nếu Ukraine quyết định tấn công bằng F-16 Falcon, Pass cùng với hệ thống F-400 và máy bay chiến đấu của quân đội Nga có thể gây ra thách thức đáng kể đối với chiến đấu cơ này. Mali đã chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi có thông tin cho rằng Kiev đã cung cấp tình báo cho các phiến quân Mali giúp họ thực hiện cuộc phục kích nhằm vào lực lượng của nhóm Wagner vào tháng 7 vừa qua. Đại tá Adub Maiga, người phát ngôn chính phủ Mali, đã phản đối hành động của Ukraine trong một tuyên bố trên truyền hình, nhấn mạnh rằng Mali luôn kêu gọi giải quyết hòa bình của xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Maiga cho rằng chính quyền Ukraine đã thể hiện sự thù địch và không tôn trọng quan điểm của Mali về việc giải quyết xung đột. Trước đó, Ari Yusof, đại diện của cơ quan an ninh Ukraine xác nhận rằng Kiev đã cung cấp thông tin tình báo cho phiến quân Mali hỗ trợ họ trong việc thực hiện chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Nga. Ông Yusof cho biết, phiến quân Mali đã nhận được thông tin cần thiết để thực hiện cuộc tấn công thành công. Chuyển sang những tin tức liên quan đến tình hình chiến sự ở khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Kass mới đây cho biết, Iran đã quyết định tấn công Israel trong bối cảnh có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm tránh mọi hành động quân sự có thể gây ra một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa Tehran và Tel Aviv. Thông điệp của Iran đã được chuyển tới Israel thông qua Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, người đã gọi điện trực tiếp cho Ngoại giao Israel để chuyển tiếp thông tin. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Sijato đã chuyển thông điệp của Iran tới Israel, người đã gọi điện cho bộ trưởng ngoại giao Katz để thông báo rằng ông đã nhận được thông tin này từ quyền bộ trưởng ngoại giao Iran Ali Bagheri. Ông Katz cho biết Iran đã thông báo với chúng tôi rằng họ có ý định tấn công Israel, thế giới nên yêu cầu Iran phải trả giá cho bất kỳ hành động gây hấn nào mà nước này thực hiện. Ở diễn biến liên quan, Iran đã gửi thông báo cho các hãng hàng không để tránh không phận nước này trong bối cảnh Tehran dọa sẽ trả đũa Israel về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Thông báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ ngày 4 tháng 8 cảnh báo Iran có thể tấn công Israel trong vòng 24 đến 48 giờ. Ngoại trưởng Mỹ không nói rõ Iran có thể tiến hành tấn công theo hình thức nào. Cảnh báo của Tehran được đưa ra lúc 7 giờ 45 phút sáng ngày 5 tháng 8. Theo giờ CET, thường được các cơ quan hàng không sử dụng để cung cấp thông tin thời gian thực cần thiết cho các phi công. Israel hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mà giới chức Iran tuyên bố sẽ phát động để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tuần trước. Cục diện chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang đáng lo ngại khi người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, viết tắt là IDF, hôm 5 tháng 8 ra tuyên bố trong cuộc tập kích diễn ra một ngày trước đó ở giải Gaza. IDF đã hạ Abdel Fattah Anzerie, người được mô tả là thuộc bộ phận hỗ trợ cánh chiến đấu Hamas và cũng là người phụ trách vấn đề tài chính của nhóm. Thông báo của IDF nêu rõ, Abdel Fattah Anzerie, một chiến binh trong bộ phận sản xuất của cánh quân sự Hamas, thành viên cấp cao phụ trách vấn đề tài chính, đã bị hạ tại giải Gaza. Theo IDF, bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm tăng cường năng lực vũ khí của Hamas, phân phối nhiên liệu, khí đốt và các khoản ngân sách cũng như liên lạc với những tổ chức liên quan khác trên khắp Trung Đông. Về phía Hamas, trong tuyên bố về cái chết của thành viên cấp cao Abdel Fattah Anzerie, lực lượng này khẳng định vụ sát hại sẽ không ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ đối với người dân Palestine. Trước đó, tờ Anadolu dẫn thông tin từ Văn phòng Truyền thông Gaza hôm 4 tháng 8 thông báo Abdel Fattah Anzerie cùng mẹ đẻ đã thiệt mạng trong cuộc khủng kích vào một ngôi nhà ở Deir al-Bala, trung tâm Gaza. Lực lượng Houthi vừa thông báo bán hạ UAV MQ-9 trị giá 30 triệu đô la Mỹ của Mỹ đánh dấu chiếc thứ bảy bị lực lượng này bán rơi kể từ cuối năm ngoái tới nay. Ya Sari, người phát ngôn của Houthi ở Yemen cho biết, lực lượng vũ trang Yemen đã sử dụng tên lửa phòng không nội địa để bắn rơi máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó thực hiện nhiệm vụ thù địch trên không phận tỉnh Sada. Đây là lần đầu Houthi tuyên bố bắn rơi UAV Mỹ kể từ sau đợt không kích quy mô lớn của Israel nhằm vào cảng Hodeidah hôm 21 tháng 7. Hiện giới chức Mỹ chưa lên tiếng về thông tin UAV MQ-9 bị bắn rơi. Mỹ thường điều động UAV MQ-9 tới Trung Đông để lấy thông tin tình báo, cũng như hỗ trợ đồng minh Israel trong chiến dịch chống lại lực lượng Hamas tại giải Gaza. Houthi, lực lượng đang kiểm soát phần lớn Yemen và là đồng minh Hamas tại Trung Đông, đã thực hiện nhiều hành động quân sự, bao gồm cả việc bắn hạ các UAV của Mỹ Trong diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ 2024, một cuộc thăm dò mới cho thấy bà Kamala Harris, người sắp công bố ứng cử viên phó tổng thống, đang có tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh bầu cử. Trong cuộc thăm dò của CBS News, YouGov, bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm trên toàn quốc, đảo ngược lợi thế 5 điểm phần trăm mà ông Trump từng có với Tổng thống Joe Biden trước khi ông từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Với cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 đang đến gần, bà Harris đã thu hẹp khoảng cách mà ông Trump đã xây dựng trước đó, trong khi ông Trump, người đã gây sốc với chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 nhưng đã bị Tổng thống Biden đánh bại vào năm 2020, vẫn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri về vấn đề kinh tế. Bà Harris đang chạy đua để khẳng định mình với cử tri. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 25% cử tri mong đợi tình hình tài chính sẽ cải thiện nếu bà Harris chiến thắng so với 45% về ông Trump. Tuy nhiên, bà Harris được đánh giá cao hơn về khả năng lãnh đạo so với ông Trump. Một khoảnh khắc quan trọng sắp tới là khi bà Harris công bố lựa chọn của mình cho người bạn đồng hành trong nỗ lực lịch sử để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Nhiều người dự đoán rằng bà Harris sẽ chọn một người nam da trắng, có thể là một đảng viên dân chủ ôn hòa nhằm cân bằng lá phiếu và phản bác lại các chỉ trích từ Đảng Cộng Hòa về việc bà quá thiên tả. Danh sách rút gọn cho ứng cử viên phó tổng thống của bà Harris bao gồm 3 nhân vật hàng đầu, thống đốc Minnesota Tim Wu, thống đốc Pennsylvania George Shapiro và thượng nghị sĩ Mark Kelly từ Arizona. Các nhân vật này đã đến thăm bà Harris tại Washington DC hôm 4 tháng 8. Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý, chiều tối ngày 5 tháng 8, Chiếc máy bay vận tải quân sự C100 của Không quân Bangladesh đã mang theo cựu thủ tướng nước này, Sheikh Hasina, -an, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hindon, thành phố Ghaziabad, ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Bà Sheikh Hasina -an cùng đoàn tùy tùng đã được phía Ấn Độ cam kết đảm bảo an toàn. Chiếc máy bay vận tải quân sự C100 chở theo bà Sheikh Hasina, -an, em gái và đoàn tùy tùng đã đáp xuống sân bay quân sự Hindon vào lúc 5 giờ 36 phút chiều giờ địa phương ít lâu sau khi máy bay hạ cánh ngay tại căn cứ không quân cố vấn an ninh quốc gia ấn độ Ajit dovan đã có buổi tiếp và thảo luận với cựu thủ tướng Syed hasina an về tình hình hiện tại ở bangladesh cũng như kế hoạch trong tương lai của bà không quân ấn độ đã nâng mức độ cảnh báo tại không phận phía đông của nước này giáp với bangladesh đề phòng diễn biến xấu xảy ra Bên cạnh đó, không quân Ấn Độ cùng các cơ quan an ninh khác lập tức đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh của cựu thủ tướng Bangladesh di chuyển bà cùng đoàn tùy tùng tới một địa điểm an toàn. Hiện vẫn chưa rõ liệu cựu thủ tướng Bangladesh sẽ ở lại Ấn Độ hay di chuyển tới một quốc gia khác. Truyền thông Bangladesh đưa ra giả thuyết rằng bà Hasina có thể làm thủ tục để tới lánh nạn ở London, Anh. An ninh cũng đã được tăng cường tại đại sứ quán Bangladesh ở khu ngoại giao đoàn của thủ đô New Delhi ngay sau khi bà Hasina đặt chân tới Ấn Độ. Một quan chức cấp cao của lực lượng biên phòng Ấn Độ cho biết vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với biên phòng Bangladesh để thông tin cho nhau về tình hình hiện tại, đảm bảo việc quản lý các cửa khẩu biên giới vẫn diễn ra bình thường. Biên phòng Ấn Độ đã nâng mức độ cảnh báo an ninh dọc tuyến biên giới với Bangladesh, dịch vụ xe lửa gồm cả tàu khách và tàu hàng đi tới khu vực biên giới của Bangladesh đều đã bị đình chỉ. Bộ Y tế Sudan thông báo, ít nhất 32 người đã thiệt mạng, 107 người khác bị thương do mưa lớn và lũ lụt gần đây ở một số tiểu bang của nước này. Ông Ali Fadin Mohamed Mahmoud, Cục trưởng Cục Cứu Chữa Khẩn Cấp của Bộ Trên cho biết, 7 tiểu bang bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lụt và có 5.575 ngôi nhà bị hư hại. Ông cho biết, mưa lớn và lũ lụt đã gây ra nhiều ca tiêu chảy ở các bang Kasala, Khatum và Gezira. Tuy nhiên theo quan chức này, tình hình sức khỏe của người dân ở các tiểu bang khác ổn định. Hiện Bộ Y tế Sudan đang áp dụng các biện pháp cần thiết để chống lại các dịch bệnh mùa mưa. Trong một báo cáo trước đó, cơ quan khí tượng Sudan đã dự kiến mực nước sông Gash chảy qua thành phố Kassala, thủ phủ của tiểu bang Kassala sẽ dâng cao, người dân được khuyến cáo cảnh giác và tránh xa bờ sông những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại